Chào mừng các bạn đến với bài giảng về các học phần và chuyên đề về chuyên ngành toán. Hôm nay mình sẽ giảng cho các bạn chuyên đề về ánh xạ. Thì bài đầu tiên mình sẽ giảng cho các bạn về ánh xạ, một định nghĩa và rất nhiều ví dụ, từ ví dụ đơn giản trừu tượng cho đến ví dụ phức tạp với minh họa, với những cái hình vẽ minh họa cho các bạn ha. Và mình sẽ làm cho các bạn một số bài tập mẫu nữa. Thì ánh xạ là một cái khái niệm trừu tượng đầu tiên mà các sinh viên đại học chuyên ngành toán sẽ phải học. Và mình biết là có rất nhiều bạn gặp khó khăn trong việc hiểu cái khái niệm về ánh xạ. Đầu tiên, định nghĩa về ánh xạ nè. Cho F là một tương ứng từ tập E mà mình gọi là tập nguồn, vào tập F mình gọi là tập đích. Thì ta nói rằng F là một ánh xạ từ E vào F nếu như F thỏa mãn hai điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất, người ta gọi đó là sự tồn tại. Đó là với mọi x thuộc vào tập nguồn thì luôn tồn tại y thuộc vào tập đích. Sao cho mình có cái tương ứng y nó bằng Fx. Tương ứng ở đây là gì các bạn? Tương ứng ở đây là một cái luật thôi. Một cái luật cho tương ứng mỗi phần tử trong cái tập E này vào một cái phần tử trong tập F thôi. Và cái điều kiện thứ hai, tiên đề thứ hai trong định nghĩa nè, đó là sự duy nhất, là mỗi phần tử x thuộc vào E thì cái phần tử y tương ứng với x đó qua cái luật F nè thì phải là duy nhất. Ví dụ như là trong cái ví dụ này nè, F không phải là một ánh xạ. Vì sao vậy? Vì sự tồn tại là không thỏa mãn nè. Có cái phần tử 3 là nó, số 3 nè, nó nằm trong tập nguồn mà nó không có một cái tương ứng nào trong tập đích, tập F hết ha. Như vậy thì trong cái ví dụ 1 này, sự tồn tại là không thỏa mãn. Bây giờ mình qua ví dụ 2. Trong trường hợp này, F tương ứng F cũng không phải là một ánh xạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự duy nhất nó không thỏa mãn nè. Bởi vì có phần tử 1 này nè, nó nằm trong tập nguồn mà nó cho ra tới 2 tương ứng trong tập đích nè các bạn. Ở đây cái bạn nhìn vào điều kiện thứ hai nè, với mỗi phần tử y thuộc vào E thì phần tử y bằng Fx phải là duy nhất. Mà ở đây một số 1 này nè, nó có tới 2 tương ứng là C và D. Cho nên trong ví dụ 2 này, F cũng không phải là một ánh xạ. Bây giờ mình qua ví dụ 3 này. Trong trường hợp này F là một ánh xạ. Bởi vì sao? Bạn đi kiểm tra sự tồn tại nè. Sự tồn tại nè. Thì mỗi phần tử thuộc vào tập nguồn thì luôn luôn phải có một cái tương ứng nằm trong tập đích. Thì ở đây các bạn thấy nè, tất cả các phần tử nằm trong tập nguồn đều có tương ứng trong tập đích hết. Và điều kiện thứ hai nè, tiên đề thứ hai nè, mình kiểm tra là với mỗi phần tử y thuộc vào E, phần tử tương ứng với nó nằm trong tập đích phải là duy nhất. Thì các bạn thấy nè, kiểm tra số trừ 1 nè, nó chỉ có một tương ứng là A nè. Số 0 chỉ có một tương ứng là B. Số 2 có một tương ứng là B. Số 1 có một tương ứng là C. Số 3 có một tương ứng là D. Ok không các bạn? Như vậy trong ví dụ 3 này, tương ứng F nó là một ánh xạ. Trong ví dụ 4 này nè, tương ứng F này cũng là một ánh xạ luôn. Bởi vì cái sự tồn tại và sự duy nhất đều được đảm bảo ha. Thì mình quay lại trong cái ví dụ 3 này cho các bạn nè. Trong cái ví dụ 3 này nè, F là một ánh xạ. Thì các bạn thấy nè, có hai phần tử nằm trong tập nguồn mà nó tương ứng chỉ đến một phần tử thôi. Điều này không có sao hết, vẫn đảm bảo được sự duy nhất cho các bạn. Cho nên là các bạn thấy nè, trong cái ví dụ 2 này, một phần tử số 1 này nó ra tương ứng hai phần tử CD trong tập đích. Khi đó thì F không phải là một ánh xạ. Cho nên á là trong cái ví dụ 1 này các bạn thấy nha, một nó tương ứng hai phần tử, một phần tử trong tập nguồn tương ứng ra hai phần tử trong tập đích thì tương ứng F nó không là ánh xạ. Nhưng mà trong cái ví dụ 3 này nè, có hai phần tử trong tập nguồn cho bạn ra cùng một phần tử trong tập đích thì nó là một ánh xạ không sao hết. Cho nên mình nói nôm na cho các bạn dễ hiểu như thế này. Một ánh xạ cũng giống như là một cái sự
tương ứng, mà tập nguồn nó là tập hợp những người con, những cái người con, và tập đích đó là tập hợp những người mẹ. Một người con thì chỉ có một người mẹ duy nhất, không thể có hai người mẹ, nhưng mà một người mẹ thì có thể có nhiều con. Ví dụ như ở đây, trong cái ví dụ ba này nè, B này là một người mẹ đi, một người mẹ ha, thì có thể là có hai người con, cho nên nó là một ánh xã, ok không? Nhưng trong ví dụ hai này nè, một người con không thể nào có được hai người mẹ hết, cho nên trong ví dụ này, trong ví dụ hai này á, cái tương ứng F này nó không là một ánh xã. Cho nên là cái, để mà hình dung dễ hiểu đó, bước đầu các bạn học ánh xã thì như mình nói, các bạn tưởng tượng tập nguồn như là tập hợp những người con, và tập đích là tập hợp những người mẹ. Một người con thì chỉ có thể có một người mẹ duy nhất, nhưng mà một người mẹ thì có thể là có nhiều người con ha. Và cái ví dụ thứ 4 này nè, nó là càng làm cho nổi bật rõ cho các bạn hiểu cái ánh xã nè. Tập đích ở đây, tập nguồn này, xin lỗi các bạn, là tập hợp các người con phải không? Tập đích là tập hợp các người mẹ. Một người con chỉ có duy nhất một người mẹ, hoặc một người mẹ có thể có nhiều con, nhưng mà cũng có thể có một người mẹ là không có con. Ta không thích có con thì ta không có thôi. Như vậy trong trường hợp này, ví dụ 4 này nè, thì cái tương ứng F này là ánh xạ nè. Bởi vì các bạn kiểm tra nè, cái điều kiện thứ nhất nè, với mọi x thuộc vào E tồn tại, y thuộc vào F sao cho bằng có y, nó bằng fx. Thì nhìn nè, trong tập nguồn này, tất cả các phần tử đều có tương ứng cho một cái phần tử nằm trong trong tập đích ha. Rồi ở đây, điều kiện thứ hai, sự duy nhất cũng thỏa mãn luôn. Trừ 1 nè, tương ứng cho các bạn chỉ phần tử A nè, không tương ứng cho bạn phần tử B nè, 1 tương ứng cho bạn phần tử C nè, 2 tương ứng cho bạn phần tử B nè, 3 tương ứng cho bạn phần tử B nè. Còn D này nè, nó không có tương ứng với phần tử nào trong tập nguồn của các bạn hết, không sao hết. Mình nói trong tập F này nè, đó là tập các người mẹ, thì có những cái người mẹ, những cái người phụ nữ ha, những người phụ nữ là người ta không thích có con thôi. Thì trong tập hợp này, cái phần tử D này nè, nó không có tương ứng với phần tử nào trong tập nguồn hết, thì các bạn cũng có F và một ánh xạ thôi. Bây giờ các bạn nhìn ví dụ 4 nè, các bạn quay lại so sánh ví dụ 4 với ví dụ 1 nè. Trong ví dụ 1 này, F không phải là một ánh xạ. Bởi vì sao? Bởi vì có một người con ở đây là số 3 nè, không có mẹ. Người con nào cũng phải có mẹ hết. Số 3 này nè, nó không có tương ứng phần tử nào hết, nó trơ trọi ở đây, nó không có mẹ là không được. Cho nên trong trường hợp này, tương ứng F không phải là một ánh xạ ha. Tức là con thì phải có mẹ. Một người phụ nữ bên này mà không muốn có con thì cũng được, không sao ha. Rồi, dễ hiểu không các bạn? Bây giờ mình qua ví dụ 5 nè. Tương ứng F từ tập số thực R vào tập số thực R cho bởi Fx bằng x là một ánh xạ. Đây là một cái ví dụ mà các bạn gặp rất là đau rồi ha. Từ lớp 7, nếu mình không lầm đó, lớp 7 rồi sau đó các bạn 8, 9 là các bạn gặp lại á. Thì bây giờ mình sẽ đi chứng minh cái tương ứng này là ánh xạ, sử dụng cái lý thuyết, cái định nghĩa về ánh xạ mình vừa học đó. Mình phải đi chứng minh sự tồn tại và chứng minh sự duy nhất. Với sự tồn tại nè, thì với x thuộc vào tập nguồn, các bạn phải đi chứng minh là tồn tại một phần tử thuộc vào tập đích sao cho phần tử đó là tương ứng với x. Thì điều này là hiển nhiên, bởi vì các luật đã cho là fx bằng x, cho nên phần tử mà tồn tại trong tập đích nó chính là x luôn, mà thỏa mãn tính chất là fx nó bằng x nè ha. Bây giờ mình đi chứng minh sự duy nhất. Để chứng minh sự duy nhất á, thì các bạn phải lấy giả sử như nếu như x1 nó bằng với x2 á, thì cái tương ứng của phần tử x1 là fx1 nó phải bằng cái tương ứng của phần tử x2 là fx2. Có nghĩa là cùng một phần tử thì không có thể cho ra cho các bạn hai tương ứng. Nên là bài này tuy đơn giản nhưng nó chính là cái phương pháp để khi mà bạn chứng minh một cái tương ứng là một ánh xạ mà các bạn sẽ gặp rất rất nhiều trong các môn của chuyên ngành toán ha. Thì với x1 bằng x2 nè, các bạn chứng minh fx1 bằng fx2 ha. Thì theo định nghĩa của tương ứng F nè,
thì f(x1) là bằng gì? Là bằng x1. f(x2) là bằng gì? Là bằng x2. Nhưng mà do các bạn theo giả thiết các bạn giả sử x1 bằng x2 nè. Vì vậy cho nên f(x1) bằng với f(x2) luôn đúng như các bạn mong muốn ha. Rồi, bây giờ ký hiệu của ánh xạ nè. Khi tương ứng f là một ánh xạ thì ta ký hiệu như thế này nè. F nó từ e cho đến f biến x nó thành fx. Nhớ ở đây là giống mũi tên ha. Còn ở đây á x nó biến thành fx nè. Thì ở đây các bạn phải có giống mũi tên và có cái gạch ở đây ha. Phân biệt nha các bạn. Thì ví dụ như trong cái ví dụ 3, ví dụ trước nè, đây nè. Ví dụ 3 ở đây nè các bạn. Trong trường hợp này f là ánh xạ thì tập e là tập nguồn, tập f là tập đích. Và các bạn có tương ứng các tương ứng như thế này. Thì trong trường hợp này cái ánh xạ trong ví dụ 3 có thể được biểu diễn như thế này các bạn. Tập e tập f từ e đến f biến -1 thành a, biến 0 thành b, biến 1 thành c, biến 2 thành b, biến 3 thành d. Nhưng mà trong ví dụ 5 đó thì do ví dụ 5 là ở đây. Khi mà ánh xạ được cho bởi cái luật như thế này thì các bạn ký hiệu đây. F là từ e vào f biến x thành fx mà được định nghĩa là x ha. Rồi, bây giờ mình nói về hàm số ha. Hàm số là gì? Khi một ánh xạ f từ e vào f mà tập đích, nó là một tập hợp số. Ví dụ như tập hợp số thực, tập hợp số phức thì ta gọi f là hàm số ha. Phân biệt nha các bạn. Một cái ánh xạ ở đó tập đích là một tập hợp số thì được gọi là hàm số. Như vậy thì hàm số là một trường hợp đặc biệt của ánh xạ. Có nghĩa là khi một cái tương ứng là một hàm số thì nó là một ánh xạ. Nhưng mà cái tên gọi các bạn phân biệt nha, ánh xạ thì không phải lúc nào các bạn cũng gọi tên nó được là hàm số. Phân biệt nha các bạn. Ví dụ như trong ví dụ 5 nè, hàm số f từ r vào r. Thì lúc này các bạn nhìn thấy nè, tập đích của các bạn là tập hợp số là r nè. Thì lúc này mình mới được gọi là hàm số. Còn ví dụ như trong trường hợp cái ví dụ 3 đó, ví dụ mà mình vừa làm đây nè, thì các bạn chỉ được gọi nó là ánh xạ thôi nha. Bởi vì trong trường hợp này tập đích của nó không phải là tập đích của mình nè, không phải là một tập hợp số mà tập hợp các phần tử a, b, c, d bất kỳ mà các bạn không có biết là các phần tử a, b, c, d này nè, nó chưa chắc là những số ha. Rồi, thì trong trường hợp mà ánh xạ là hàm số thì ta thường dùng ký hiệu quen thuộc mà các bạn đã làm quen từ cấp 2, cấp 3 đó là y bằng fx ha. Rồi, tên gọi nè, khi mà các bạn có ánh xạ f từ e vào f khi bạn đã có một ánh xạ rồi thì cái ánh xạ này nè, tiếng Anh nó là map hoặc là mapping. Thì các bạn có thể tra cứu trên trên internet đó, thì các bạn sẽ, nếu như các bạn biết từ tiếng Anh của nó thì các bạn sẽ có rất nhiều kết quả để mà mình tham khảo, mình học thêm hết các bạn. Đặc biệt trên Wiki nó có rất là nhiều kết quả. Thì cái ánh xạ này tiếng Latin như là tiếng Pháp thì nó gọi là, có cái tên gọi là application ha. Thì trong trường hợp F là một ánh xạ thì cái tập E như nãy giờ mình nói đó, nó chính được gọi là tập nguồn. Tập F được gọi là tập đích. Nếu như bạn lấy x là một phần tử thuộc vào tập nguồn thì cái tương ứng của x là fx nào được gọi là ảnh của x qua ánh xạ f. Và nếu như bạn có y là một phần tử nằm trong tập đích mà y nó chính là tương ứng của một phần tử x nào đó qua ánh xạ f thì x được gọi là tạo ảnh của y qua ánh xạ f ha. Ok không các bạn? Rồi bây giờ trong trường hợp đặc biệt, nếu như f là hàm số thì e còn được gọi là miền xác định ha. Ví dụ như là cái tương ứng f là từ r vào r mà fx bằng 1 trên 1 trừ x không phải là một ánh xạ do phần tử x bằng 1 không có ảnh. Bởi vì nếu như x bằng 1 thì cái mẫu số này nó bằng 0 nè, thì fx bằng 1 chứ 0 nó không có ra một cái phần tử nào nằm trong tập r này hết. Vậy trong trường hợp này nè, tương ứng f này nè không là ánh xạ ha, do đó f không phải là hàm số. Tuy nhiên nếu như bạn viết f như nè, từ r hiệu đi phần tử 1 tới r và fx được cho bởi cái luật là 1 chia cho 1 trừ x, nên là tương ứng f được cho bởi luật này ha là một hàm số,
và miền xác định của nó chính là tập R hiểu đi phần tử 1. Các bạn rõ không? Có nghĩa là khi mà mình học cấp 3 đó, mình chưa có hiểu về khái niệm hàm số, các bạn còn hơi mơ hồ mà các bạn chưa biết về gì về hàm số hết, thì các bạn có những cái bài tập như là cho f bằng 1 trên 1 chữ x, hãy tìm miền xác định của nó. Thì khi mà họ nó cho f đó, nó f nó chưa là hàm số, nó chỉ là một tương ứng thôi. Khi các bạn có miền xác định của nó rồi thì nó mới ra là một hàm số. Ha. Rõ không các bạn? Rồi chúng ta đi qua ví dụ 6 nè. Cho e bằng f bằng r, tức là tập đích và tập nguồn đều là tập số thực r. Xét quan hệ giữa e và f được cho bởi như thế này. Quan hệ là gì các bạn? Quan hệ nó chẳng qua là tương ứng thôi, một tương ứng thôi. Thì ví dụ như cái quan hệ r nè, gặp những phần tử x y thuộc vào r hai này nè, ha, r mũ hai nè, sao cho x bình bằng y bình nè, r mũ hai là tích đi các r nhân r đó nha các bạn. Thì lúc đó mình gọi nó là quan hệ như thế này, có nghĩa là x nó nằm trong tập nhân tử thứ nhất trong cái tích đi các r nhân r nè, y nằm nó thuộc vào nhân tử thứ hai nè, cho nên trong trường hợp này là x nè, nó đại diện cho là một cái điểm đại diện cho tập nguồn, còn y là điểm đại diện cho tập đích ha. Thì tức là ở đây mình không có nói, không giảng cho các bạn về quan hệ, nhưng thực ra quan hệ nó chỉ là tương ứng thôi. Mình không giảng cho các bạn quan hệ là cái gì thì do là mình cảm thấy nó không cần thiết, các bạn không cần phải học và quan hệ là cái gì, sau đó mới học tương ứng, sau đó mới học ánh xạ, mà các bạn có thể học thẳng với ánh xạ luôn, cho nên đó là lý do mình muốn các bạn đi thẳng tới hiểu cái khái niệm ánh xạ luôn, không cần thiết mình phải hiểu về quan hệ. Nhưng mà cái quan hệ này nó là một cái tương ứng ha. Thì khi mà mình nói mình có một cái quan hệ này nè, thì thực ra nó là một cái tương ứng f mà biến phần tử x nằm trong tập nguồn thành phần tử y nằm trong tập đích, mà nó thỏa mãn cái phương trình x bình bằng y bình. Được không các bạn? Ok không? Rồi, như vậy thì cái tương ứng nè, tương ứng này nè, tương ứng được cho bởi cái luật này, hỏi chứ nó có phải là một ánh xạ hay không? Thì trả lời tương ứng f được cho bởi cái luật ở đây nè, luật màu xanh mà mình biết ở đây nè, không phải là một ánh xạ. Bởi vì sao? Bởi vì với x nó bằng 1 đó, thì ở đây các bạn thấy nè, bao nhiêu giá trị của y để cho y bình nó bằng 1 bình đó này là bằng 1. Có tới 2 giá trị đúng không? Y bằng 1 và y phẩy bằng trừ 1 nè. Thì trong trường hợp này có tới 2 giá trị y và y phẩy, sao cho y bình nó bằng 1. Cho nên trong trường hợp này là f không phải là ánh xạ, bởi vì sự duy nhất, tức là tiền đề thứ hai trong định nghĩa của ánh xạ là không thỏa mãn. Mình sẽ minh họa cho các bạn về hình vẽ nè. Bây giờ cái luật này nè, y bình nó bằng x bình, nếu như các bạn biểu diễn bằng đồ thị, nó chính là hợp của hai đường thẳng y bằng x và y bằng trừ x, tức là đường phân giác trong góc phần tư thứ nhất và đường phân giác trong góc phần tư thứ hai ha. Rồi trong trường hợp này nè, các bạn lấy x nó bằng 1 nè, là cái bằng, tức là điểm 10 đó, điểm này nè, nằm trên trục hoành nè, thì để xác định cái giá trị y sao cho y bình nó bằng x bình nè, thì bạn sẽ kẻ một cái đường thẳng thẳng đứng đi qua cái điểm 10 này nè, coi coi nó cắt cái đồ thị, lúc này nó cắt đồ thị tại hai điểm đúng không, thì để xác định giá trị y sao cho y bình bằng x bình, bạn mới đi lấy cái gì, bạn mới đi lấy chiếu của hai cái điểm này nè qua trục tung, thì bạn sẽ tìm được hai điểm trừ 1 và 1 là nằm trong trục tung đó, sao cho sao cho bạn có cái quan hệ y bình bằng chữ x bình, cái mối quan hệ này nè. Cái này là một cái thao tác mình nghĩ là quen thuộc mà các bạn đã gặp mà năm cuối của cấp 3 khi mà các bạn học về đồ thị đó. Thì bây giờ mình vừa mới nói về đồ thị phải không? Mình lưu ý với các bạn nè, không phải là một cái tương ứng nào cũng có đồ thị ha. Thí dụ như hồi nãy trong các ví dụ 1, ví dụ 2, ví dụ 3, ví dụ 4 đó, cái khi mà cái tập hợp tập đích đó, nó không phải là một cái tập hợp số thì ví dụ vậy đi, thì các bạn đâu có đồ thị đâu. Nhưng mà trong trường hợp nếu như tương ứng f mà có đồ thị trong hệ trục tọa độ Descartes á,
Thì tương ứng F này là ánh xạ khi và chỉ khi. Khi và chỉ khi nào? Khi và chỉ khi mỗi đường thẳng đứng mà nó đi qua cái điểm A0 đó, nằm trên trục hoành đó, với A là phần tử bất kỳ thuộc trục nguồn, thì nó cách đồ thị của tương ứng tại duy nhất một điểm thôi. Đó. Nếu như nó cắt tại duy nhất một điểm thì các bạn mới có nó là có duy nhất một ảnh. Còn ví dụ như đây nè, nó cắt tại hai điểm nè, thì các bạn lấy chiếu qua thì có đấy hai ảnh là không được. Ánh xạ thì với mỗi điểm trong tập nguồn thì chỉ có duy nhất một ảnh nằm trong tập đích thôi. Rồi bây giờ ví dụ 7 nè, tương ứng F nè từ R vào R cho bởi luật Y bằng X bình là ánh xạ. Mà trong trường hợp này mình gọi nó là hàm số luôn. Bởi vì sao? Bởi vì trong trường hợp này tập đích là tập hợp số nè. Cho nên mình trong trường hợp này cái ánh xạ F này mình có thể gọi nó là hàm số luôn ha các bạn. Đó. Thì trong trường hợp này mình gọi là hàm số hay ánh xạ gì cũng được. Mà trong trường hợp tập đích nó không phải là tập hợp số thì các bạn chỉ có được quyền gọi nó là ánh xạ thôi nha. Rồi bây giờ mình minh họa kiểm tra cái điều này bằng đồ thị ha. Thì quen thuộc rồi, các bạn biết rồi, Y nó bằng X bình thì đồ thị của mình là một parabol. Thì khi đó nếu như các bạn lấy bất kỳ một cái điểm nào nằm trên trục hoành và các bạn kẻ đường thẳng đứng dọc lên đây thì nó cắt cái parabol này tại chỉ duy nhất một điểm thôi, cho nên tương ứng F là một ánh xạ. Ok không các bạn? Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ trình bày cho các bạn một bài tập với lời giải mẫu ha. Bài tập này yêu cầu mình là xác định giá trị của hai số nguyên M và N để tương ứng F từ Z vào Z được cho bởi cái mối liên hệ này nè, MX cộng NY bằng 1 là ánh xạ ha. Rồi, bây giờ nè, đầu tiên mình sẽ đi phân tích đề toán ha, có nghĩa là mình đi làm nháp với bài này. Mình phải đi kiểm tra tính tồn tại ha. Như để cho mà tương ứng F này là ánh xạ thì mình kiểm tra tính tồn tại và mình sẽ xác định cái giá trị của M N sao cho cái tính tồn tại này là thỏa mãn. Như vậy thì với ít thuộc vào tập Z nè, là tập nguồn nè, thì để mà có tồn tại Y thuộc vào Z sao cho MX cộng NY bằng 1 không, có với cái điều kiện nào mà nó M với của M N thì có được cái điều này đây. Thì bây giờ mình đi kiểm tra nha. Thì từ cái phương trình nè, MX cộng NY bằng 1 thì mình suy ra NY bằng 1 trừ MX ha. Để mà có tồn tại Y nè thì N này phải khác 0 và lúc đó Y nó bằng 1 trừ MX chia cho N thì N phải khác 0. Bây giờ mình đi kiểm tra tính duy nhất. Thì bây giờ mình xem với N khác 0 nè mà mình đã kiểm tra trong cái sự tồn tại đây thì có cái tính duy nhất hay không, có nghĩa là với X thuộc vào Z cho trước thuộc vào tập nguồn, liệu có cái giá trị Y mà sao cho cái phương trình MX cộng NY bằng 1 này là duy nhất và với điều kiện N khác 0 nghe các bạn. Các bạn tìm đây thì trả lời là có ha, có cái sự duy nhất này. Bởi vì như là mình giải ở đây nè, với N nó khác 0 thì từ cái phương trình này, tức là cái phương trình biểu diễn mối liên hệ giữa X và Y đã cho trong bài tập này nè, thì Y nó bằng 1 trừ cho MX bằng N thì N X là cho làm mình lấy một cái giá trị x bất kỳ cho trước và M N này là hai số nguyên sao cho N khác không thì Y nó được xác định là giá trị, nó được xác định là một giá trị duy nhất mà nó được biểu diễn qua giá trị của x. Ví dụ như bạn lấy N bằng 1, M bằng 0 đi, N bằng 2, M bằng 3 chẳng hạn, thì lúc nào mà các bạn cũng có được với N khác không đó thì cái tương ứng mà nó xác định bởi mối liên hệ này nè, nó là ánh xạ. Rồi bây giờ các bạn, đây là mình mới phân tích đề toán thôi nha. Còn bây giờ mình phải đi giải lời toán một cách chi tiết. Đây chỉ là bản nháp thôi. Bản nháp này giúp cho các bạn dự đoán được là nếu như N khác 0 thì tương ứng này là một ánh xạ. Đây không phải là một lời giải hoàn chỉnh logic cho cái bài toán này. Bởi vì sao? Bởi vì đây các bạn đang giả sử tương ứng này là ánh xạ, các bạn mới suy ra được cái điều này đó. Nhưng mà liệu nếu các bạn có được điều này thì các bạn có được cái tương ứng đó là ánh xạ hay không thì chưa biết ha. Cơ sở logic thì các bạn học P0Q
Mệnh đề P sigma Q thì không phải bao giờ bạn cũng có, ngược lại là Q sigma P. Cho nên là đây là nháp giúp các bạn dự đoán cái kết quả của mình. Còn bây giờ mình phải đi chứng minh. Thì để chứng các bạn bây giờ các bạn dự đoán kết quả là N khác không thì tương ứng là ánh xạ. Cho nên để đi làm cái lời giải hoàn chỉnh cho bài toán này thì các bạn cần phải làm hai bước. Đó là các bạn phải xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là N bằng 0 và trường hợp thứ hai là N khác 0. Và chúng ta sẽ đi cố gắng chứng minh là trong trường hợp N bằng 0 thì tương ứng đã cho không phải là ánh xạ. Và nếu như N khác 0 thì tương ứng đã cho luôn là ánh xạ. Chúng ta đi cố gắng chứng minh. Còn nếu như trong quá trình chứng minh nó phát sinh ra những cái điều gì khác, các bạn sẽ thấy trong cái quá trình mà các bạn viết cái chứng minh hoàn chỉnh ha. Thì mình học toán là mình phải rất là kỹ lưỡng ha các bạn, là xét tất cả các trường hợp, làm nháp nè, dự đoán kết quả nè, sau đó xét tất cả các trường hợp ha. Và trong cái phần mình viết chứng minh ra mình sẽ thấy có những cái điều phát sinh trong đó. Rồi bây giờ các bạn đi coi cái lời giải hoàn chỉnh nè. Như mình nói là các bạn phải đi xét trường hợp N bằng 0. Thì N bằng 0 nè, thì các bạn sẽ có từ phương trình MX cộng NY bằng 1. Các bạn thế N bằng 0 vô đây thì các bạn thấy là MX nó bằng 1. Bây giờ các bạn mới thấy nó phát sinh ra trường hợp M bằng 0 và M khác 0 nữa. Rồi mình phải đi lý luận nha cho chặt chẽ. Thì trong trường hợp M bằng 0 thì điều gì sẽ xảy ra? 0 nhân X bằng 1. 0 nhân x bằng 1 thì mình mới nói là tương ứng đã cho không là ánh xạ. Bởi vì sao? Bởi vì không có giá trị nào của x mà thỏa mãn phương trình 0 nhân x bằng 1 hết. Bởi vì 0 nhân x ở đây là bằng 0. Hay là nói cách khác là với một phần tử x bất kỳ nào nằm trong tập nguồn thì không có một cái giá trị x nào mà nó thỏa mãn cái phương trình đã cho này hết. Chú ý là trong trường hợp mình xét n bằng 0 và m bằng 0 ha. Như vậy thì trong trường hợp này cái tương ứng không phải là ánh xạ, bởi vì cái tiên đề về sự tồn tại trong định nghĩa của ánh xạ là không thỏa mãn. Rồi bây giờ bạn mới xét trường hợp M khác 0. M khác 0 thì từ cái phương trình MX bằng 1 nè thì các bạn suy ra được là X bằng 1 trên M ha. Thì như vậy thì với X bằng 1 trên M nè, thì do các bạn ở đây nè, các bạn có N bằng 0 thì với bất kỳ Y nào á đó, thì nó cũng thỏa mãn phương trình này. Cho nên điều đó chứng tỏ là tồn tại một cái giá trị x nó bằng 1 trên m, sao cho có vô số giá trị y thỏa mãn cái phương trình đã cho đó. Cho nên là tương ứng đã cho không phải là ánh xạ, bởi vì cái tiên đề về sự duy nhất nó bị vi phạm trong trường hợp x bằng 1 trên m. Rõ không các bạn? Cái tiên đề về sự duy nhất trong định nghĩa về ánh xạ nói là với mọi x ha, nằm trong tập nguồn thì tồn tại duy nhất một điểm nằm trong tập đích, sao cho điểm đó là tương ứng của cái điểm mà bạn lấy trong tập nguồn. Thì phủ định lại của mệnh đề đó là tồn tại một cái giá trị x nằm trong tập nguồn, sao cho nó có nhiều hơn một tương ứng nằm trong tập đích. Mà ở đây là cái phần tử tồn tại đó chính là x bằng 1 trên m. Ok không các bạn? Rồi ha, bây giờ mình mới tiếp tục đi xét trường hợp n khác 0 thì ta sẽ chứng minh tương ứng đã cho là ánh xạ. Thì trường hợp này qua cái mình đã phân tích bài toán rồi đó, cho nên bây giờ mình chỉ cần copy lời giải là dễ ha các bạn. Thì bây giờ mình đi kiểm tra là tính tồn tại nè. Thì do với x thuộc vào z thì y nó được xác định như thế này, là cái tương ứng của x, bởi vì với y như thế này thì nó thỏa mãn cái phương trình đã cho. Còn tính duy nhất thì với y như thế này, 1 trừ mx chia cho n với trường hợp n khác 0 á, thì nó là duy nhất tương ứng với là mỗi cái giá trị x đã cho ha. Rồi bây giờ tóm tắt bài giảng nè, tóm tắt lại nha bài giảng. Các bạn chỉ học một định nghĩa thôi, mà định nghĩa này là cực kỳ quan trọng ha, là các bạn sử dụng trong xuyên suốt tất cả các môn trong cái chuyên ngành toán của các bạn đó, tất cả các môn luôn. Thì nó chỉ là cái định nghĩa về ánh xạ nè. Định nghĩa về ánh xạ thì mình nhắc lại nè, cho F là một tương ứng từ tập E là tập nguồn vào tập F là tập đích, thì ta nói rằng F là một ánh xạ từ E vào F nếu như S thỏa mãn tiên đề về sự tồn tại, có nghĩa là với mọi x thuộc vào E tồn tại y thuộc vào F, sao cho y bằng Fx. Và nó thỏa mãn tiên đề về sự duy nhất, có nghĩa là với mọi x thuộc vào tập nguồn
thì phần tử mà tương ứng với nó đó nằm trong tập đích phải là duy nhất. Thì như mình nói ở đầu bài, hiểu về ánh xạ các bạn hiểu như là một sự tương ứng giữa tập nguồn là tập khiết người con, tập đích là tập các người mẹ hay là các người phụ nữ trên thế giới này. Thì mỗi người con chỉ có duy nhất một người mẹ đó. Ok không? Và mỗi tất cả bất kỳ một người con nào cũng phải có mẹ và phải có duy nhất một người mẹ, không? Một người mẹ thì có thể có nhiều con, nhưng mà một người con không thể có hai người mẹ. Và một người phụ nữ, tức là một phần tử nằm trong tập đích đó, họ cũng có quyền lựa chọn là họ không có con. Hiểu không? Cho nên là bạn chỉ tưởng tượng ra như vậy là bạn hiểu về khái niệm về ánh xạ ha. Rồi bây giờ mình viết chữ ngôn ngữ về ký hiệu cho các bạn thấy nè. Có nghĩa là một tương ứng từ E và F là một ánh xạ để chứng minh đó. Thì ta chứng minh là mọi F thuộc vào E thì tồn tại duy nhất Y. Đó, Y thuộc vào F, sao cho Y bằng F. F này là tương ứng từ E và F ha. Nghĩa là ta cần chứng minh hai điều sau đây. Điều thứ nhất là chứng minh rằng với mọi X thuộc E tồn tại Y thuộc F, sao cho bạn có tương ứng Y bằng F. Và các bạn phải đi chứng minh điều thứ hai là giả sử X1 bằng X2 thì bạn chứng minh Fx1 bằng Fx2. Trong một số bài tập sau này mình sẽ giảng thêm cho các bạn á, thì các bạn cần ngoài hai điều 1 và 2 này, cái điều đầu tiên các bạn phải đi chứng minh nữa đó là cái tương ứng Fx này nó phải lọt vô cái tập đích của các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình không nói nữa thì về cái trường hợp này, nhưng mà mình sẽ nói trong các bài sau, bởi vì bài giảng nó dài vậy ha. Nhưng mà tạm thời bây giờ các bạn hiểu cho mình như vậy ha. Rồi mình có hai bài tập thực hành đơn giản thôi cho các bạn thực hành để các bạn hiểu rõ về khái niệm về ánh xạ nè. Thứ nhất là tương ứng F R, từ R vào R cho bởi x bình cộng y bình bằng 9 có phải là ánh xạ hay không. Thì mình khuyên các bạn nên vẽ đồ thị của cái tương ứng này ra và kiểm để mà minh họa nó bằng cái đồ thị đó, bằng hình vẽ đó, để mà hiểu tương ứng một cách hình học như là mình đã giảng cho các bạn trong ví dụ 5 với ví dụ 6 ha. Ví dụ 6 với ví dụ 7 đó, các bạn xem lại nha. Rồi, cái bài tập thứ hai là mô tả tất cả các ánh xạ từ tập E mà có 3 phần tử 0, 1, 2 và tập F có 2 phần tử 3, 4 ha. Rồi, hy vọng với bài giảng này thì mình đã giúp cho các bạn hiểu được một cách trực quan nè, vừa trực quan vừa sinh động và minh họa về hình vẽ nữa, cho các bạn hiểu thật là rõ, thật là chắc chắn về khái niệm về ánh xạ, một cái khái niệm cực kỳ quan trọng cho đại học chuyên ngành toán ha. Chúc các bạn học thật là tốt và có thật nhiều sức khỏe. Mình hẹn gặp lại các bạn trong bài giảng sau. Chào các bạn.